trong 3 plugin mà mình thích nhất trên Logic Pro X, đó là Alchemy. Và lý do tại sao thì hãy cùng nhau làm một beat nhạc với plugin này. Ready? Let's go. Hello, what's up YouTube, lại là Thịnh đây. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn một trong 3 plugin mà mình thích nhất trên Logic Pro X. Mình gọi đây là một bộ tiếng ha. Thì nó có tên là Alchemy. Thì trong cái plugin này nó sẽ có rất là nhiều những cái tiếng khác nhau. Và cái âm thanh thì nó cực kỳ chất lượng luôn. Bạn sẽ không phải cần đến một cái số tiền quá lớn để mua một cái plugin bên ngoài, một cái plugin thứ ba đó, để làm nhạc. Và mình gọi Alchemy đó là All in One ha. Nó nghĩa là rất là nhiều cái tiếng ở những cái dòng nhạc khác nhau nó hội tụ về đây. Nó có bass, có key, có lead, có plug đầy đủ hết. Nếu như bạn là một producer làm rất là nhiều thể loại nhạc và cần những cái tiếng all in one như thế này thì mình nghĩ là các bạn nên tận dụng cái Alchemy của Logic Pro ha. Và không dài dòng lòng thòng nữa. Vào vấn đề thôi. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ chọn cái Alchemy này trước ha. Các bạn tạo một cái track và vào cái phần instrument. Đây là Alchemy. Đó. Thì hồi nãy mình có nói với các bạn đây là một bộ tiếng all in one. Nó sẽ có rất là nhiều tiếng trong như thế này, như là bass, brass, drum luôn, guitar luôn, key luôn. Nói chung là rất là nhiều cái thể loại nhạc cụ ở trong đây. Hiện tại thì mình cũng thật sự là chưa biết để làm một cái beat gì, nó là một cái beat trap hay là một cái beat melody trap. Thì để xem mình nghe cái tiếng cái nào hay á, rồi mình cứ ngẫu hứng để làm ra cái beat đó ha. Ở đây thì mình chọn một cái tiếng guitar này. Xem là cái chất lượng của cái Alchemy nó như thế nào ha. Ok, thì mình nghe cái tiếng Waterings thì mình đánh đại một cái melody như thế này. Tân 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 tân. Mình cũng thích cái melody này luôn và mình sẽ làm một cái bài melodic trap đi. Hoặc là trap bop gì đó. Ở đây thì mình vẽ cái phần MIDI ra trước ha. Thì hồi nãy mình đánh là đô thăng. Rồi bây giờ thì mình thử đo cái tempo cái bài này xem cái tempo nào là mình thích ha. Ok. Sau khi mình đo xong thì mình thấy cái tempo 150 là hợp với cái kiểu tempo với cái kiểu melody này mình thích ha. Thì mình sẽ giữ nó. Mình sẽ giờ này qua đây. Thank you.
Rồi, thì mình có một cái melody đơn giản như thế này ha. Bài này thì mình có cái suy nghĩ là mình sẽ làm hai cái hợp âm. Một âm ở 4 bar đầu và một hợp âm thứ hai là ở 4 bar sau. Thì để xem mình hoàn thành nó như thế nào ha. Mình nghĩ là thêm một cái key đi, là một cái hợp âm á, cái chạy hợp âm. Thì các bạn chỉ cần ở đây các bạn chỉ cần nhấn vào cái track này và bấm là Command D là duplicate ra đó ha. Thì chúng ta sẽ có một cái alchemy khác. Và chúng ta sẽ tìm cái phần key. Rồi, nghe cái tiếng đấy ha. Rồi các bạn thấy ở cái hợp âm cuối cùng á, khi mà từ cái bar này nè chuyển về cái bar đầu tiên thì mình có làm cái hợp âm như thế này. Thì đây là cái hợp âm la thăng thứ ha. Tại vì sao mình làm ở đây như thế này? Cái hợp âm đầu tiên của mình nó là re thăng thứ ha, đó là re thăng thứ. Thì cái hợp âm ở bậc năm của nó là la thăng thứ. Vì thế là mình sẽ cho cái hợp âm cuối này nè, nó ở đây. Thì nó khi mà nó nghe, khi chúng ta nghe cái hợp âm này á, thì chúng ta sẽ có cảm giác là muốn trở về cái hợp âm này. Đó, vì thế là mình sẽ làm cái hợp âm này ở cái bar cuối như thế này. Đây là một trong những cái phần mà mình chưa giới thiệu trong những cái video nào hết. Thì nó có gọi là, mình hay gọi là 5-1. Có nghĩa là ở khi mà mình nghe cái bậc 5 á, thì mình có cái xu hướng muốn trở về cái bậc 1. Thì ở đây mình đang áp dụng cái phần này. Thì mình sẽ làm riêng một cái video 5-1 như thế này để các bạn áp dụng ha. Và đây là một trong những cái trick mà mình thường xuyên làm trong những cái bài nhạc của mình. Nhưng mà trước hết các bạn cần phải học và hiểu nhạc lý trước nha. Thì trong cái kênh của mình có một cái video rất là chi tiết về nhạc lý. Các bạn nhớ vào kênh của mình để xem cái video đó nha. Thì hiện tại nếu mình nghe tới đây thì mình đã làm được cái phần drum rồi đó, nghĩa là phần trống á, nhưng mà mình muốn làm thêm cái phần bass cho cái bài này luôn, làm phần bass trước luôn. Rồi, mình duplicate phần này lên và tìm cho nó một cái preset bass ha. Thì mình sẽ cắt đi cái phần 2 của nó ha. Giảm xuống một octave ha.
Rồi ở đây á, thì mình sẽ cho một cái nốt như thế này để nó glide lên. Nó này đi. Rồi bây giờ mình sẽ tạm thời tắt cái respace này lại ha. Mình sẽ làm cái bass chính trước. Mình chọn cái kami. Thì bass mình nghĩ mình sẽ đi như thế này. À, rồi, bây giờ mình sẽ thu lại cái phần bass này ha. Rồi, quantize nó. Ok, cái phần bass thì mình thấy khá là ổn ha. Mình sẽ lấy cái phần tiếng bass này để lấy cái phần high của nó và tìm một cái tiếng bass khác để layer lên. Để lấy cái phần low và phần sharp ha. Ở đây thì mình sẽ cho một cái client này. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm một cái phần bass nghe nó nhiều mid hơn. Ok, bây giờ mình sẽ chỉnh cái phần align này lên ha, cho nó giống cái phần bass kia. Ok,
thì mình sẽ muốn cái phần bass của cái tiếng này nó vang cái hai bên ha. Nghĩa là nó rộng ở hai bên á. Còn cái phần deep bass thì mình sẽ để mono ngay chính giữa. Như vậy là xong cái phần bass ha. Thì tiếp tục thì mình sẽ làm cho nó cái phần drum ha. Mình sẽ layer nó thêm một cái tiếng khác ha. Rồi, tiếp theo là phần kick. Rồi, bây giờ tiếp theo thì mình sẽ làm cái phần hi-hat đi ha. Đây, mình muốn nó prone một cái snare ở đây. Ok. Và chúng ta sẽ có 8 bar drum như thế này. Ok, thì cái bài mình là lúc đầu mới vào mình sẽ muốn là nó không có cái phần drum như thế này liền, mà nó sẽ có cái tiếng snap. Rồi, snap sẽ ngay đây. Rồi,
Sau khi chúng ta có phần trum thì mình sẽ nhấn vào đây và nhấn chuột phải chọn là separate by note bit ha. Đó. Thì lúc này nó sẽ tách ra từng cái tiếng cho mình. Mình chỉ cần xóa những cái tiếng mà mình không xài đi thôi. Đó, xóa đi. Xóa hết đi. Sau đó chúng ta sẽ bấm chuột phải vào cái chỗ mà có cái drum machine designer đó, bấm chuột phải vào chọn là flatten stack ha. Đó, thì lúc này thì nó sẽ tách mọi thứ ra như thế này. Rồi, ở cái phần tất cả những cái tiếng trống như thế này á, mình sẽ drum lại thành bass, chambers. Đấy. Đó. Sau đó thì các cái thành phần khác như là key, melody, rebase thì mình sẽ đưa nó vào một cái bass khác. Thì ở đây mình gọi là instrument bass ha. Đó. Snare thì nó có tới 4 cái snare như thế này thì mình sẽ gom lại thành một cái bass chung. Thì ở đây mình sẽ đặt là snare bass. Bây giờ thì mình sẽ mix trước ha. Mình thích là ở cái giai đoạn này mình sẽ mix, sau đó thì mình sẽ arrangement đó, có nghĩa là bố trí cái bài hát ra. Rồi, cuối cùng thì mình sẽ arrangement cái bài này ra ha. Đầu tiên thì mình cho cái phần melody trước. Ở phần này thì mình muốn có một cái kick nhẹ như thế này. Rồi, ở cái phần kick của cái đầu verse 2 thì mình muốn nó có một cái filter. Thì mình sẽ chèn cho nó một cái EQ. Chọn là cách hai cách frequency ha. Rồi, bấm phím A để mở cái automation lên và mình chọn cái channel Q và chọn là hai cách frequency. Và chúng ta có một cái đoạn beat cuối cùng như thế này. Thank you.
Yeah, video thì cũng chỉ có vậy thôi. Và nếu như các bạn thích cái video này, hãy bấm like. Và nếu như các bạn không thích, hãy bấm like. Và cũng đừng quên là bấm subscribe kênh để theo dõi những cái video mới nhất của mình. Thank you and take care.